Sáng nay, ngày 8 tháng 12, lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 đã chính thức được diễn ra tại sân bay quân sự Gia Lâm, thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chào mừng. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cùng với xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, duy trì, thúc đẩy và phát triển với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh, gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác, hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là vì hòa bình, tự vệ và vì nhân dân. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 được tổ chức trên tổng diện tích hơn 50.000 m2 với 174 công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, gồm các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến. Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thưởng lãm màn bay biểu diễn của dàn máy bay chiến đấu được mệnh danh Hổ Mang Chúa Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 và dàn trực thăng bay biểu diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ triển lãm của Trung đoàn Không quân 916 Quân đội Nhân dân Việt Nam.